Minh Toàn xin trân trọng mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông trên đường Hàng Bông, Hà Nội. Và bây giờ Minh Toàn sẽ lưu thông ra nhà hát lớn của Hà Nội. Trên đường ra nhà hát lớn để gửi một số hình ảnh của nhà hát lớn đến một khán thính giả của kênh cũng như là đến cô chú anh chị. Thì Minh Toàn quay lại một số cái hình ảnh để gửi đến cô chú anh chị. Ở Hà Nội thì với thời gian bây giờ là đầu giờ chiều, thành ra là Hà Nội cũng tình trạng tắc đường chưa có đâu cô chú anh chị. Còn buổi chiều mà vào giờ cao điểm, những giờ cao điểm thì ở Hà Nội này tình trạng tắc đường nhiều lắm. Đây là chúng ta đang đứng ở cái này là bờ hồ, hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là hồ Gươm. Ở đây thì rất là nhiều du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là các du khách của quốc tế về đây rất là nhiều. Và đường này chính là đường Lê Thánh Tôn, đường dọc theo cái bờ hồ này. Các du khách nước ngoài về Hà Nội du lịch rất là đông. Du khách nước ngoài về với Hà Nội du lịch ở Hồ Gươm nhiều. Thứ nhất là Hồ Gươm là có cái tháp rùa trước mặt chúng ta. Thứ hai nữa cái sự tích Hồ Gươm của ngày xưa. Và có cái cụ rùa, nhưng cụ rùa thời gian vừa rồi là cụ ra đi rồi. Thì xung quanh ngoài những cái lý do đó ra thì xung quanh Hồ Gươm cũng rất là mát mẻ, cây cối rất là mát. Cô chú anh chị cũng có thể nhìn thấy được ở đây, Hồ Gươm rất là mát mẻ. Nhưng mà xung quanh Hồ Gươm này nếu mà cô chú anh chị mà có ngồi lại uống nước thì giá cả nó cũng hơi mắc. Uống nước giải khát thì giá cả nó cũng hơi mắc. Cô chú anh chị cũng nên hỏi trước chứ không thì mình lại lúc thanh toán tiền thì chúng ta lại có những sự bất ngờ không hề nhẹ. Và đến đây Minh Toàn xin phép rẽ trái để đi ra đường Lê Thánh Tôn, đi ra nhà hát lớn. Đang ở trước một cái ngã tư Đăng Tiên. Đây, và bây giờ Minh Toàn sẽ đi thẳng. Đây là phố Đăng Tiên. Đăng Tiên này thì vào Đăng Tiên mua đồ thì mắc lắm.
Khu vực này là khu vực phố cổ của Hà Nội, nên khi cô chú và anh chị mà chúng ta có về Hà Nội tham quan mà đi xe máy như Minh Toàn đây thì chúng ta cũng nên biết được có những cái đường nó ngược chiều thì chúng ta nên tránh. Như đường này đường hai chiều nhưng có những cái tuyến nó ngược chiều, chúng ta phải đi vòng vòng đó. Nhìn thấy điểm đấy rồi nhưng mà chúng ta phải đi mất thì một vài cây số mới đến được cái điểm trước mặt cơ. Và trước mặt chúng ta là nhà hát lớn. Nhà hát lớn Hà Nội, đây cũng là lần đầu tiên Toàn đến nhà hát lớn để quay một số hình ảnh về nhà hát lớn. Nên mình Toàn cũng không biết được là nên gửi xe hay tất cả mọi thứ như thế nào. Bây giờ mình Toàn phải hỏi một chút. Đây, nhà hát lớn, trước nhà hát lớn Hà Nội thì như cô chú và anh chị đang nhìn thấy, đấy là trước mặt chúng ta là một cái tuyến buýt. Buýt này là buýt Mui Trần và buýt này là du lịch của Hà Nội. Giá vé xe buýt này thì Minh Toàn cũng đã cập nhật một số cái một trong vài video ở xung quanh Hồ Tây rồi. Thì đây là một cái điểm đỗ xe buýt và với giá xe buýt thì từ 250.000 cho đến 600.000. Với cái mức giá vé như thế thì cái thời gian sử dụng vé nó khác nhau. Ví dụ như 600.000 thì thời gian sử dụng của vé là được 48 tiếng. Nhưng mà ăn mức 200.000 chỉ được có 4 tiếng chẳng hạn, 4 giờ đồng hồ. Đấy là cái mức vé khác nhau. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào nhà hát lớn, tìm một cái điểm gửi xe để vào nhà hát lớn. À đây, có một cái xe buýt nó đang đi qua đây, mình Toàn sẽ đứng đây để cho cô chú anh chị nhìn thấy luôn. Xe buýt Mui Trần này. Đây, nó đang đi đến gần đây rồi. Đây, xe buýt Mui Trần. Đấy. Chúng ta cũng có thể ngồi ở trên tầng 2 và cũng có thể là ngồi ở bên dưới. Nếu mà thời tiết nắng như này, nếu chúng ta mà không muốn ngồi trên tầng 2, chúng ta cũng có thể xuống dưới cái tầng dưới. Nó có hai tầng, tầng 1 và tầng 2. Tầng 1 thì mát hơn, chúng ta cũng có thể nhìn ra ngoài các cái phố được. Còn tầng 2 thì là ngồi trên Mui Trần và quan sát được hơn, quan sát được nhiều hơn. Và bây giờ thì để Minh Toàn hỏi cái chỗ gửi xe. Đấy, xe buýt Mui Trần đi vòng vòng như kia cô chú. Anh ơi, anh làm ơn cho em hỏi gửi xe vào nhà hát lớn là gửi chỗ nào anh nhỉ? Vâng. Em không biết, em vào em tham quan thôi. Tham quan đấy. À thế ạ. Cảm ơn anh. Cái chỗ này là gì? Xe.
Đó, ở đây luôn anh nhé. Vẫn hỏi là ở trong này có tham quan không anh nhỉ? Không có tham quan. Có được đi vào tận nhà không? Còn trên này có không có gì, chỉ có ngày biểu diễn thôi à? Mà bây giờ mình toàn sẽ xin phép là dừng video này ở đây. Cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem video này. Nếu cô chú anh chị muốn xem thêm về cuộc sống ở Hà Nội thì rất mong cô chú anh chị xem thêm ở trong kênh mình. Toàn có rất là nhiều video về cuộc sống của Hà Nội nói riêng, cuộc sống Hạ Long nói riêng, và cũng như là cuộc sống của Việt Nam. Để không bỏ lỡ các video thú vị, rất mong cô chú và anh chị chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới thú vị của kênh. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những video tiếp theo.